Chào mừng quý vị bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và trong video này thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là với lựa chọn mua Honda City thì nên mua bản đủ hay là mua bản thiếu. Thì hiện nay trên thị trường, Honda Việt Nam đang phân phối Honda City với hai phiên bản, đó là phiên bản G là bản thiếu và bản top là bản đủ. Hai phiên bản này thì có mức giá chênh lệch khoảng 40 triệu đồng. Với Honda City bản G chúng ta có mức giá niêm yết là 559 triệu và Honda City bản top thì sẽ là gần 600 triệu, 599 triệu đồng. Hiện nay thì cái chương trình khuyến mại cho hai mẫu xe này tại thời điểm tháng 5 thì đang dao động vào khoảng 40 triệu tiền mặt và tặng thêm một chút phụ kiện kèm theo chính hãng. Để cập nhật mới nhất về giá bán thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang được kèm trên video. Và sơ qua về điểm khác biệt giữa hai mẫu xe này thì trên hai phiên bản này thì Honda City Top nó có những cái ưu nhược điểm hơn so với bản G như sau. Thứ nhất là Honda City Top tiết kiệm nhiên liệu hơn theo số liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam cung cấp dành cho hai mẫu xe này. Thứ hai, về hệ thống trang bị option thì Honda City Top được trang bị toàn bộ là đèn full LED từ đèn pha đến cốt đến đèn sương mù, trong khi Honda City G thì chúng ta sẽ có đèn pha, cốt, đèn sương mù, đèn halogen. Trên Honda City Top thì về ngoại thất thì hai mẫu xe gần như chỉ khác nhau duy nhất về hệ thống đèn, và bằng mắt thường thì ngoài hệ thống đèn ra chúng ta rất khó phân biệt đâu là City Top, đâu là City G. Chỉ khi bước vào khoang nội thất thì chúng ta mới thấy rõ được cái sự khác biệt giữa hai phiên bản này. Ở trong phiên bản City Top bản cao cấp hơn thì ngay ở trên vô lăng ở trên City Top chúng ta sẽ được vô lăng bọc da, còn trên City G thì chúng ta sẽ có chất liệu với là chất liệu urethan. Hơn nữa, điều hòa giờ một cái điểm rất là dễ nhận biết nữa, đó là hệ thống điều hòa trên Honda City Top thì chúng ta sẽ dùng điều hòa cảm ứng, và trên bản G chúng ta dùng điều hòa cơ. Ghế ở trên City Top sẽ là ghế da và ở bản thường sẽ là ghế nỉ. Còn về hệ thống trang bị option an toàn thì bản top sẽ nổi trội hơn với 8 loa và bản G chỉ có 4 loa. Hơn nữa, về an toàn thì bản top sẽ có nhiều hơn túi khí, bao gồm là túi khí bên cho hàng ghế phía trước và túi khí rèm. Honda City G chỉ có 2 túi khí trang bị cho 2 hàng ghế trước thôi. Về cơ bản thì 40 triệu đồng chúng ta có cách biệt giữa ghế da, 2 túi khí, điều hòa hay hệ thống đèn. Thì theo kinh nghiệm của mình thì 40 triệu này hoàn toàn chúng ta có thể bỏ ra và lên hẳn lên mặt top. Tuy nhiên thì với bản G, với cái tình hình khuyến mại và cái chương trình hỗ trợ hiện nay, với khách hàng đang cân đối hơn một chút thì chúng ta hoàn toàn thể lấy bản G và lựa chọn khuyến mại có thể tặng kèm với ghế da cũng như là bọc vô lăng để hạn chế được cái nhược điểm so với cái bản top. Về cơ bản thì hai chiếc xe đều rất là đáng mua trong phân khúc B, vì đây là mẫu xe có thể nói là an toàn và rộng rãi bậc nhất phân khúc. Mọi chi tiết về giá bán cũng như là khuyến mại thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình, nó hotline ở trên đính kèm trên video. Mình sẽ liên tục ra những cái video mới nhất về thị trường giá xe cũng như là những cái xe hot sắp ra mắt. Quý khách hàng có thể ấn like, share và subscribe để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.